Khách du lịch trộm thuyền giữa đêm ở Venice. Mới lái chiếc thuyền gondola ăn cắp đi được 300 mét, gặp du khách bị người dân phát hiện và trình báo cảnh sát. Sau vụ một phụ nữ khỏa thân chụp ảnh trên bậc thềm của nhà thờ ở Amalfi, hai khách du lịch bị bắt với cáo buộc ăn cắp thuyền gondola tại Venice, Italy. Theo CNN, khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 10, cặp đôi đều là nam giới, khoảng 30 tuổi và được cho là công dân Pháp, lấy trộm chiếc thuyền đang neo đậu ở cầu Academia, sau đó chạy dọc theo kênh đảo Grand. Giorgio Bognolo, chủ nhân chiếc thuyền, cho biết vỏ bọc, đệm, đồ trang trí và các vật dụng khác trị giá vài trăm euro bị ném xuống kênh trước khi thuyền được trèo đi. Những kẻ ăn trộm tỏ ra hoảng hốt khi bị ba người dân địa phương chạy thuyền ngang qua phát hiện. Ngoài cáo buộc hình sự vì tội trộm cắp, cặp du khách cũng có khả năng phải đối mặt với vụ án dân sự đòi bồi thường thiệt hại từ Bognolo. Chủ thuyền nói rằng anh được cảnh sát gọi đến lúc 3 giờ 10 phút. Hai kẻ trộm cố điều khiển chiếc thuyền như cano, nhưng gondola hoàn toàn khác vì không chạy thẳng về phía trước. Thấy thuyền của tôi di chuyển loạn choạng, ba người dân lập tức nhận ra nó bị đánh cắp. Họ ngăn thuyền lại và gọi cảnh sát. Nếu không thì ai phát hiện, tôi không biết thuyền của mình sẽ đi đâu vào sáng mai. Bognolo nói thêm rằng hai du khách đã cười khi anh đến hiện trường ở gần bảo tàng Guggenheim, cách điểm xuất phát khoảng 300 mét. Họ không hề tỏ ra hối lỗi và cũng không nói xin lỗi. Sự dửng dưng đó khiến tôi tổn thương. Họ coi như thể tất cả chỉ là trò đùa. Họ đã làm điều thực sự xấu xa và may mắn khi đang ở Italy chứ không phải Pháp. Gondola không phải là loại thuyền sản xuất hàng loạt rẻ tiền. Bognolo cho biết chiếc thuyền khảm và chạm khắc bằng tay của anh có giá 60.000 euro, 59.000 USD và tốn 3.000 euro trên năm để sơ lại. Augusto Pels, luật sư của Bognolo, nói rằng thân chủ của ông đang đòi bồi thường thiệt hại cho các đồ vật bị ném ra khỏi thuyền, cộng với các vết chảy xước và hư hại với tổng trị giá khoảng 10.000 đến 15.000 euro. Các khoản thiệt hại cũng sẽ tăng lên vì người lái thuyền mất thu nhập trong những ngày sửa chữa, cộng với tổn thương về mặt tinh thần. Đơn kiện dân sự dự kiến được hoàn thành trong khoảng 1 tháng, trong khi vụ án hình sự có thể mất đến 6 tháng. Pels cho biết việc đòi các khoản phí không chỉ là về tiền. Nếu gây thiệt hại, du khách cần phải trả giá, nhưng đó là vì hình ảnh của chúng tôi. Mọi người thường nghĩ họ đến Disneyland hoặc công viên giải trí. Trên thực tế, một chiếc thuyền gondola là cần câu cơm của người dân, không thể tùy tiện lấy đi. Chiếc thuyền gondola là một biểu tượng, làm hỏng nó giống như ném đá vào tháp Eiffel, ông nói thêm. Tuần trước, Gianfranco Zarantelnello, ủy viên trưởng cảnh sát thành phố Venice, nói rằng nhiều khách du lịch ăn cắp thuyền gondola. Đây là một trong số vấn đề nhức nhối mà các thành phố du lịch của Italy phải đối mặt trong những năm qua.